Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái máy để máy này không biết nó máy gì. Máy này để làm ra mấy cái miếng này. Làm ra cái đế giày mà. Này. Máy này. Rất là hoành tráng này. Không được quay nữa. Cái này là giống như cái máy cán ha, máy cán bình chán hay mà nhìn rất là cái hệ thống nút bấm điều khiển nha bạn. Đây bạn coi cái màu tường của nó khổng lồ luôn, màu tường quá khủng rồi. Này cái bàn tay của mình này, so với cái motor tường này bạn. Cái đường kính nó khoảng là 60 nha các bạn. Đường kính nó khoảng 60 nha các bạn. Cái khủng khiếp bằng cái motor tường các bạn. Motor tường các bạn. Đường tường đường kính 60 nha các bạn, cái khủng khiếp cỡ nào các bạn. Quay mấy bạn thấy nó nhỏ vậy đó, ở ngoài nó nhìn khủng khiếp luôn này, tư ha, bên sau nó một loạt cái mô tư nhỏ nữa này. Cái máy này là đang hoạt động nha bạn. Đó mình quay cái mô tư cho bạn coi. Cán liệu thì nó làm ra mấy cái sản phẩm mũ nhân tạo để làm thành cái đế giày. Quay chi tiết từng chi tiết bộ phận cho các bạn coi. Cái ở dưới này là cái giống như cái đường đường nước đấy mà thiết kế cái đường nước ngầm dưới đây. Chân vô để giống như là cái CB tắt CB vậy, có bị kẹt chân kẹt tay. Đá chân vô đó là máy nó ngừng các bạn, một cái ở dưới hai cái hai bên nha, một cái hai bên này bấm tay đây ha. Cái này để xài tay ha, hai cái này là để xài tay nè. Kẹt chân kẹt tay gì, kẹt chân thì bấm tay vô tự động ngắt, nút dừng khẩn cấp nữa, nút dừng khẩn cấp ha. Ở dưới này thì chân chân đá vô, cần đá vô vậy thôi, đá vô ngoài máy nữa ngưng hoạt động nữa. Sức đồng hồ nước, có cái đồng hồ này
có nước ở trong nữa, biết là nó xài như thế nào. Có nước trong. Rồi có thêm mấy cái gì. Có nước ở trong này, thủy ngân à. Cái nút này, nút điều khiển này. Điều khiển này các bạn, đây đây cũng có đồng hồ nữa nè, đo áp suất gì đó. Rất là nhiều cái nút điều khiển ở đây các bạn. Đây nữa nè. Đây nữa. Đây là đo giống như thủy ngân hay gì đây. Độ C nha, hai mấy độ C này. Nhiệt độ máy chạy hay gì. Mực nước nó đang ở 25 độ. 30 độ, 25 độ. Đang ở cái gạch 25 ha. Mực nước nó đang ở 25 ha. Rất nhiều máy ha. Tường khủng nè. Tường khủng nhất ha. Ở bên đây là có cái bàn để ra thành phẩm các bạn, kiếm kiếm cường lực các bạn, dày chắc một phân để sản phẩm bỏ lên đây, rồi so đèn nó đóng vô thùng các bạn, có cái máy đóng dây này, dây nó cột như này. Cái phòng này là mixer nó làm ra cái miếng mũ cao su à, đóng vô thùng giấy xích rồi nó bán các bạn. Đây thùng giấy này, này cái dây này nó cột vô thế này, dây này cột lại cái thùng như cái thùng này nữa các bạn. Đó nó ra cái thùng này thành phẩm này đó. Sức nó bán nha các bạn. Phòng này. Nó sản xuất ra những cái miếng như vậy nè bạn. Đó. Những cái miếng giống vậy nha bạn. Như trắng vậy nè bạn. Cao su nè, bằng cao su rất là mắc tiền nha bạn. Xài điện ba pha để quạt mấy cái này cho nó ấy nha bạn. Rất là mát nha bạn. Rất là mát nha. Sức mạnh. Rất là mát nha. Quạt nó để những cái miếng nó mới sản xuất xong bỏ lên đây nó quạt cho nó khô xong rồi ấm thùng nha. Miếng làm máy trong máy ra còn nóng thì bỏ lên đây để
đóng thùng. Rồi thì mình giới thiệu với các bạn tới đây thôi ha.